mua sạc nhanh chính hãng siêu rẻ đến chơi2.vn. Mua tai nghe Bluetooth i27 hay nhất tầm giá 500.000 đến chơi2.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì Realme X2 là một trong những sản phẩm rất hấp dẫn ở trong cái phân khúc giá từ 5 cho đến 5 triệu rưỡi tại Clickbuy. Với Realme X2, nó hấp dẫn ở cái chỗ là nó có 4 camera ở phía sau này. Đây là một sản phẩm chạy con chip Snapdragon 730G khá là mạnh mẽ, và con chip này thì mạnh mẽ hơn là con chip Snapdragon 730 ở trên cái chiếc điện thoại Redmi K20 rồi. Và lần này chúng ta sẽ có thêm một phiên bản nâng cấp của cái Realme X2. Thực ra là một cái phiên bản khác đấy, nó có cấu hình cao hơn chứ phải phiên bản nâng cấp đâu. Đó chính là Realme X2 Pro. Thì đối với Realme X2 Pro nó sẽ có những điểm gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái phần thiết kế đã. Các bạn có thể nhìn thấy là cái thiết kế của Realme X2 Pro mình cảm thấy là nó khá là giống với cả cái thiết kế của Redmi Note 8, khi mà nó đặt cụm 4 camera ở phía mặt lưng, phía sau nó đặt theo trục dọc như này, chính giữa luôn, chứ nó không đặt lệch sang bên trái giống như là cái Realme X2. Đấy, và đây là cái sự khác biệt đầu tiên về thiết kế của X2 Pro so với X2, nhìn nó sẽ cân đối hơn và mình thích cái phần này hơn. Đấy, cái mặt lưng ở phía sau của nó thì vẫn là mặt lưng bằng kính nhé các bạn nhé. Và khung viền đối với một cái sản phẩm cao cấp như này thì nó sẽ là khung viền bằng kim loại. Thế tuy nhiên hơi đáng tiếc một tí đó là cái sản phẩm này thì nó vẫn giữ cái màn hình giọt nước. Đấy, lẽ ra nó là cái màn hình thò thụt giống kiểu Realme X thì nó sẽ tốt hơn. Mình không hiểu tại sao lại Realme X đời đầu có camera thò thụt rất là ngon, nhưng mà bắt đầu đến Realme X2, X2 Pro thì họ lại không giữ camera thò thụt nữa. Nếu mà họ giữ cái camera thò thụt thì nhìn cái thiết bị của chúng ta nó sẽ trở nên là gọn gàng hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn ở phía mặt trước, đúng không nào? Tiếp theo nữa là về màn hình thì Realme X2 Pro sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,5 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng và cái tỷ lệ màn hình của nó sẽ là 20:9. Tỷ lệ màn hình 20:9 là cái tỷ lệ màn hình nó sẽ tiệm cận với cả tỷ lệ màn hình điện ảnh rồi. Đấy, điện ảnh của nó sẽ là 21:9 giống ở trên con Xperia 1. Cái con này thì là 20:9. Màn hình này thì sẽ sử dụng tấm nền màn hình Super AMOLED, và tất nhiên với tấm nền màn hình Super AMOLED thì chúng ta hoàn toàn có cảm biến vân tay được đặt ở bên trong màn hình. Màn hình này thì cũng sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Và đáng chú ý đó là cái tần số quét của nó đã được lên tới là 90Hz. 90Hz là một tần số quét mình đánh giá là đủ tốt rồi, chúng ta cũng không quá cần thiết là phải lên đến 120Hz đâu. 90Hz là đã là quá ngon rồi. Và thêm một cái điểm ấn tượng nữa đó là độ sáng tối đa của nó sẽ lên tới là 1000 nits. Các bạn tưởng tượng là màn hình AMOLED, bản chất của nó khi mà đã ra ngoài trời nắng, độ thương phản rất cao, nó đã nhìn được ngoài trời rất là dễ dàng rồi. Huống chi bây giờ độ sáng lại còn được nâng cấp lên thành 1000 nit nữa, thì các bạn sẽ xem là cái trải nghiệm ở ngoài trời nó sẽ như thế nào, đặc biệt là đối với những cái quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Đấy, xem ở ngoài trời nắng rất là rõ ràng. Về cấu hình thì sao? Realme X2 Pro sẽ sở hữu con chip Snapdragon 855 Plus mạnh mẽ nhất ở trong thế giới Android bây giờ. Nó sẽ đi kèm với RAM sẽ có những biến thể tùy chọn, đó là 6, 8 và 12. Bộ lưu trữ, bộ nhớ trong của nó đấy sẽ là chuẩn UFS 3.0 và sẽ có tùy chọn đó là 64GB, 128GB hoặc là 256GB, cùng viên pin 4000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOC lên đến tối đa là 50W. Các bạn biết là Realme X2 thì nó sử dụng cái sạc nhanh tối đa là 40W đi kèm theo máy. Đấy, còn con này thì đã lên đến sạc nhanh 50W đi kèm theo máy rồi. Đấy, và ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ hỗ trợ cái chuẩn sạc 18W, nghĩa là những bạn nào mà vẫn sử dụng những cổng sạc 18W các bạn hoàn toàn có thể sạc được. Chưa kể là nó vẫn giữ được cái jack cắm tai nghe 3,5mm truyền thống như hiện nay. Đấy, cũng may là nó không bỏ đi. Đấy, còn ở trên cái màn hình này các bạn có thể nhìn thấy luôn, đó là khi mà cắm sạc vào nó hiển thị lên cái dòng chữ đó là 100% Super VOC. Đây là Super VOC rồi. Ở phía mặt lưng của Realme X2 Pro thì nó sẽ có thông số camera lần lượt là 64MP đối với cả camera chính. Camera góc siêu rộng sẽ là 13MP. Hình như là một camera tele sẽ có độ phân giải là 8MP và một camera macro sẽ có độ phân giải là 20MP thì phải. Đấy, nó sẽ có một camera selfie 16MP ở phía mặt trước nữa. Và về giá bán ấy, thì giá bán tại Trung Quốc khởi điểm cho Realme X2 Pro nó sẽ tương đương với là 8,5 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong là 64GB, RAM 6GB. Còn hai phiên bản cao hơn đó là 8128 và 12256 thì sẽ có giá bán lần lượt là 9,2 triệu đồng và 10,5 triệu đồng quy ra tiền Việt. Đối với cả cái Realme X2 này thì có một cái điểm rất là hay, đó là hiện tại Clickbuy sẽ set up cho cái giá dự kiến về của phiên bản RAM 6 bộ nhớ 64 sẽ là 8,5 triệu, đúng bằng với giá bên Trung Quốc luôn, và không, gần như không lấy lãi một đồng nào của các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng là giá bên Trung Quốc như thế nào, về Việt Nam là như vậy, mà đã có cả chi phí vận chuyển, chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên,
rồi là chi phí giao đến tận tay, tận đầu giường cho các bạn nữa, thì các bạn thấy là như thế nào ạ? Đấy, và mình thấy rằng là với mức giá như này thì đây sẽ là sản phẩm chạy con chip Snapdragon 855 gần như là rẻ nhất ở trên thị trường rồi. Mình nhớ không lầm là lần trước mình có mở hộp một cái con nó khá là độc và lạ, Nubia Z20 thì phải, con đó cũng là 89 triệu thì phải. Đấy, còn con này thì rẻ nữa, 8 triệu rưỡi. Ngoài ra trong cái sự kiện này thì cũng sẽ có thêm một cái phiên bản Master Edition nữa của Realme X2 Pro. Đấy, cái sổ này thì mình nhìn ở mặt lưng ở phía sau này, nó như kiểu là một cái kiểu mặt lưng nhung ý. Đấy, nó sẽ có hai cái màu sắc mà mình nhìn ở đây, đó là một cái màu đỏ và một cái màu xám lông chuột. Đấy, thì thực sự là hai màu này nhìn rất là đẹp. Trước kia mình đã có cơ hội mở hộp cái sản phẩm Realme X phiên bản Master Edition được bán tại Clickbuy lúc đó, và cái phiên bản đó thực sự là nó có một cái vỏ mặt lưng ở phía sau nó rất là giống kiểu vỏ gỗ ấy, nhìn rất là đẹp. Thì đối với cái phiên bản Master Edition của cái X2 Pro này nhìn nó cũng đẹp như vậy. Đấy, nhìn nó sẽ độc và lạ. Và đặc biệt nữa là cái sản phẩm này nó sẽ có RAM và ROM là 12 và 256. Đấy, các bạn hình dung được không? 12 và 256. Rất là hay đúng không nào? Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Realme X2 Pro? Và theo các bạn thì giá bán về Việt Nam sẽ là bao nhiêu hợp lý? Thì bạn cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé, để cho anh Tuấn ở bên Clickbuy anh có thể đọc được, để set up một cái giá hợp lý hơn nữa cho các bạn. Đó, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.